Mẹ, xin là mọi người thương chúc cho mẹ thật nhiều sức khỏe, thương chúc cho bố thật nhiều sức khỏe. Quan trọng nhất điều đây là quan trọng vô cùng, gia đình mình lúc nào cũng bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Dạ rồi. Rồi, đúng chính xác.